Xác định nguyên nhân vụ lật cano khiến 17 người chết ở Hội An. Tại cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 3, công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ lật cano tại biển cửa Đại. Thông tin ban đầu vụ lật cano khiến 17 người tử vong tại biển cửa Đại xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 2. Thượng tá Võ Văn Minh, Tránh Văn phòng công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành cano du lịch được cơ quan cấp phép đầy đủ. Làm việc với thuyền trưởng, hai thuyền viên, 12 du khách và các đơn vị điều hành tổ chức đưa phương tiện xuất bến, thuyền trưởng du khách khai báo trước khi cano xuất bến được các cơ quan kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn đã đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật úp cano dẫn đến tai nạn. Theo Thượng tá Minh, hiện nay cảnh sát điều tra đang thu thập tất cả máy gia đà của cano du lịch để làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu, xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật. Như tin đã đưa vào đầu giờ chiều ngày 26 tháng 2, Cano kiuna Una 1152 chở 39 người, có hai thuyền viên đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Tràm về cảng cửa đại. Khi đến cách cảng khoảng 2 km, chiếc cano bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, lật úp. Hậu quả là 17 người chết, 22 người may mắn sống sót.